cũng như là kinh nghiệm và tâm lý thi đấu của cao thủ Thái Sơn Nam là điều mà người ta không thể phủ nhận. Chỉ cần một tích tắc sai lầm thôi. Đó là lời chúng ta cùng xem lại. Khống chế nhịp một. Và như vậy là đã quả treo bóng của Đức Hòa, và sau đó là cú dứt điểm chân trái, bóng đi ở thời pressing dâng cao. Rất hay, không vào. Thế được thể hiện ở tình huống khống chế bóng nhịp một. Bóng đi. Cơ hội. Vào. Cầu thủ Thái Sơn Nam. Cú đá đầy quyết đoán của bóng một nhịp và tung ra một cú đá rất căng. Bóng đi vào góc xa. Việc xử lý những pha bóng kỹ thuật, cầu thủ của Thái Sơn Nam cũng có thành rất tốt. Đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho các nhà đương kim vô địch. Đó là cú đá vào góc gần của anh Duy. Đức Hòa vào. Cú đá các cầu thủ Thái Sơn Nam. Bóng lọt qua hai chân của thủ môn Quốc Duy. Vẫn còn. Pha xử lý lúng túng của thủ môn bên phía Cao Bằng và bàn thắng đã đến với cầu thủ Thái Sơn Nam. Xuân Du thực hiện đường chuyền vào, bóng đã đập chân. Đây là cơ hội để Thái Sơn Nam có thêm bàn thắng. Tỷ số là 6-1. Pha phối hợp đá phạt gián tiếp tuyệt vời của cầu thủ Thái Sơn Nam và người ghi bàn là Mạnh Dũng. Đã lùi về hết phòng ngự ở trong vòng 10m, cái chân trái quen thuộc của mình. Bóng đi chìm và hiểm. Thế bế tắc đã bị phá vỡ và lúc này Thái Sơn Nam đã vươn lên dẫn điểm trước 1-0. Chơi phòng ngự chủ động để tìm kiếm những cơ hội tổ chức phản công. Đức Hòa, tỷ số là 2-0. Pha ra chân nhanh của Đức Hòa và lúc này cách biệt đã là 2 bàn. Không có lý do gì để mà phải phàn nàn. Trong 40 phút thi đấu cho đến thời điểm này, các cầu thủ Savinex Khánh Hòa chỉ tung ra vỏn vẹn có 3 lần dứt điểm cầu môn nguy hiểm và dứt điểm cầu môn không thành bàn. Lần này thì Đức Hòa đã có riêng cho bản thân mình. Văn Vũ. Cú đá rất căng và tỷ số được mở cho Thái Sơn Nam. Và dứt điểm ở Nguyễn Thị Phát. Bóng đi sệt. Pha hợp làm bàn tuyệt vời của Thái Sơn Nam. Và ngay sau khi có bàn thắng thì cầu thủ tổ 1 của Thái Sơn Nam lại rời sân. Tôi không vào. Một cầu nữa và tỷ số được cân bằng 2-2. Đó là cú đá của Huỳnh Miguel. Những sức ép liên tục được tạo ra. Quốc Nam. Cú đá của Quốc Nam và tỷ số là 3-2 cho cầu thủ Thái Sơn Nam, các nhà đương kim vô địch. Pha xử lý cực kỳ gọn gàng của Lê Quốc Nam. Cú đá quá hay. Pha dứt điểm bằng chân Việt Hồng. Không được. Và đã có bàn thắng thứ tư dành cho từ một tình huống để mất bóng. Cầu thủ Đắk Lắk đã phải nhận bàn thua. Rất đơn giản.
đó là tình huống kết thúc của cú đá đầu tiên của Mạnh Dũng và thủ môn. Cơ hội quá rất hay và không cho các cầu thủ Thái Sơn Nam. Phi Tiến đã có một pha để bóng đầy nỗ lực trước khi tung ra cú đá vào góc cao làm bó tay thủ môn Thành Long. Phạm Đức Hòa, anh Duy rất chống trải, đã có bàn thắng thứ ba cho các cầu thủ Thái Sơn Nam và đó là pha lập công của Nguyễn Minh Chí để làm bàn. Thủ môn Thành Long đã băng ra ở trong tình huống vừa rồi và Minh Chí không được. Hồ Văn Ý khả năng thoát bàn thắng đầu tiên dành cho Hồ Văn Ý ở mùa giải năm nay. Rõ ràng khi chơi power play với Thái Sơn Nam thì các thủ luôn chịu nhiều rủi ro hơn. A Hưng, Văn Ý, Cổ Chí Kiệt đường chuyền cột hai, dứt điểm. Cuối cùng thì đã có bàn thắng, đó là Lý Đăng Hưng. Pha căng ngang cuối cùng đã phải rung lên. Đây là pha bóng mà Mai Tấn Vũ đã không lùi về để tham gia phòng ngự cùng với đồng đội của mình ở vị trí cột 2. Thịnh Phát, chân trái của Thịnh Phát và đại bác về phía ông Thành của thủ môn Tải pha đi bóng và sau đó là cú dứt điểm của trận đấu. Đang căng như dây đàn và đã có bàn thắng cho các cầu thủ Thái Sơn Nam. Người ghi bàn đó là Đặng Anh Tài. Những tình huống bóng tĩnh, Văn Nghĩa va chạm với Phi Tiến và Quang Vinh va chạm với Anh Tài. 2-0. 2-0 nghiêng về Thái Sơn Nam. Thứ hai của các thủ Thái Sơn Nam. Lại một lần nữa, Jeffy Sài Gòn FC để thủng lưới từ những tình huống đá biên. Có thể đặt ra rất nhiều những mỹ từ và danh hiệu, nhưng nó còn là cuộc đấu của những người. 3-0. 3-0 nghiêng về Thái Sơn Nam. Thái Sơn Nam dường như là Zenit Sài Gòn đang vỡ trận. Chưa được 1 mét. Đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Thái Sơn Nam. Và lần này thì Lý Đăng Hưng đã lập công khi có được Minh Duy là người chuyền bóng tạo cơ hội và suýt chút nữa thì Lý Đăng Hưng đã ghi bàn. Thì lần này số 17 đã đáp công. Chào ơn. Phi Tiến dứt điểm. Suýt chút nữa tỷ số đã là 2-0 cho các cầu thủ áo xanh. Đó là một pha cầu thủ mang áo số 16 Đặng Phi Tiến. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Phòng ngự bên phía Hiếu Hoa Đà Nẵng và sau đó là một pha dứt điểm khá tốt. Bây giờ thì tỷ số đã là 2-0 cho các cầu thủ Thái Sơn Nam. Người ghi bàn là Vũ Xuân Du. Của Vũ Xuân Du ở mùa giải năm nay cho câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Có vẻ dứt điểm không được. Cơ hội vẫn còn, vẫn không vào. Rất tiếc cho các cầu thủ áo đỏ pha bóng này. Hồ Văn Ý xứng đáng là thủ thành số 1 của câu lạc bộ Thái Sơn Nam cũng như đội tuyển quốc gia. Không hề có lỗi, đây sẽ là cơ hội dành cho Thái Sơn Nam. 2-1, rất đơn giản, đó là pha dứt điểm của Trần Văn Vũ. Hắn bây giờ lại còn gặp thêm nhiều khó khăn hơn nữa. Trần Văn Vũ đã cướp bóng từ phía sân nhà rồi sau đó có một pha dứt điểm lạnh lùng đưa bóng về. Của tổ 2 bên phía Saco cũng đã vào sân. Và dứt điểm chéo.
những sự thay đổi về mặt nhân sự và phút chót bên phía cao thủ Thái Sơn Nam. Quá mạnh nhưng bất ngờ của Đức Hòa. Ở pha bóng vừa rồi thì vào trung lộ mở ra một khoảng trống. Pha xử lý an toàn của Mai Xuân Hiệp ở góc hẹp Tech Khánh Hòa. Khá nguy hiểm. Pha dứt điểm chân trái vừa rồi của Minh Chí đã đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành. Chúng ta cùng xem lại lực đó. Ở trận đấu mà các thủ Thái Sơn Nam đã vượt qua ZB Sài Gòn FC. Tình huống 2-1. Lý Đăng Hưng không vào. Bất ngờ tạo ra trong một thế trận mà cả hai đội đang giằng co với nhau. Chúng tôi ở trong hiệp 2, từ tình huống phạm lỗi tổng hợp thứ 5 thì Thành Tín là người đã sút phạt trực tiếp để ghi bàn gỡ hòa cho Thái Sơn. Sako đang chủ động dâng cao và chơi pressing. Khá nguy hiểm. Một chân trái, cú sút chìm thấp của Thuận. Ở tình huống vừa rồi thì Khổng Đình Hùng đã chặn bóng không an toàn. Thịnh Phát chỉ cần không chia bóng tốt. Tình huống 2-1. Dứt điểm không được. Khá nguy hiểm. Không lỗi.